Thưa quý vị, những năm qua, Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục đã triển khai nhiều chính sách giải pháp để chăm lo cho học sinh dân tộc Khmer, qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học nửa chừng, chất lượng giáo dục đào tạo ổn định, giữ vững mặt bằng dân trí ngày càng được nâng cao. Ghi nhận sau đây về công tác này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gia đình khó khăn, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Từ nhỏ, em Dương Thị Mỹ Linh, học sinh người dân tộc Khmer đang học lớp 5A, trường tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 2, huyện Cờ Đỏ, không được biết mặt cha mẹ. Em hiện đang ở với người cô làm thuê nuôi em đi học. Suốt 5 năm gắn bó với mái trường này thì cũng là khoảng thời gian đáng nhớ của em, bởi em được nhà trường quan tâm, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ nhiều phần quà để em thuận lợi hơn trong việc đến trường. Như vậy nên thành tích học tập của em có nhiều tiến bộ. Con học ở đây cũng được 5 năm và đầu năm nhà trường cũng cho con xét học bổng và bảo hiểm y tế. Cuối năm thì nhà trường cũng cho con học bổng. Những phần quà đó đã giúp cho con hơn thuận lợi đi học. Ước mơ của con là làm cô giáo dạy cho các em nhỏ. Trường tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 2 là một trong những đơn vị có đông học sinh dân tộc Khmer. Toàn trường có 736 học sinh, trong đó 178 học sinh dân tộc Khmer, hơn 80 học sinh gia đình khó khăn. Hàng năm, ban giám hiệu nhà trường đều tranh thủ từ các nguồn vận động trao tặng nhiều phần quà hỗ trợ giúp các em thuận lợi trong học tập. Thì nhà trường tiếp tục là chăm lo, cũng phối hợp địa phương chăm lo cho các em là học tập tốt, tránh gì mà hoàn cảnh gia đình nghèo mà bỏ học. Những hạng vận động là quà, là như là quần áo, rồi cặp sách và các cái phần quà là hỗ trợ học bổng của các đơn vị mạnh thường quân tài trợ. Thì tính đến nay thì tổng số các phần quà là tương đương là 126 triệu đồng. Thành phố Cần Thơ trong năm học này có 250.000 học sinh, học viên các cấp, trong đó hơn 5.800 học sinh dân tộc Khmer, tập trung nhiều ở các đơn vị Cờ Đỏ, Ô Môn, Thới Lai, Vĩnh Thạnh. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước, các ngành các cấp triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các em. Riêng đầu năm học mới này, các trường vận động sự hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau, trao học bổng, quà, xe đạp cho học sinh dân tộc Khmer với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Gia đình em cũng rất khó khăn. Em được hội khuyến học và những thầy cô trao tặng những món quà là áo, giấy tập. Những phần quà này giúp em được đi học và ba mẹ em bớt được gánh nặng. Năm học này em sẽ cố gắng học và học tốt. Sự quan tâm chăm lo kịp thời của các ngành các cấp đã góp phần nâng bước rất nhiều học sinh dân tộc Khmer trên con đường học tập. Đồng thời góp phần vào công tác quy động học sinh các cấp trên địa bàn thành phố hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.